Bọn đấy giờ nó không xác định lấy chồng đâu mà, riêng bọn bỏ giờ nó không xác định lấy chồng đâu. Cái Xuân và anh Hùng ấy. À cái Xuân á. Giờ nó cứ cặp mấy thằng này, nó cặp cái thằng kia lấy tiền nuôi cho nó nhàn hơn nhiều. Con nó có rồi. Sau thì nói bố chúng nó vẫn về tìm bố, ở bố nó vẫn nuôi mẹ nó. Nói thì nói nó vẫn nuôi bình thường. Bây giờ nó lại nó ăn chơi vệ sinh mà sinh ra thì giờ chúng nó ăn chơi trong chúng nó thẩm mỹ thẩm mót vào nhìn nó lại cứ toàn cái bộ con nó thằng lớn thì nó không tẩy hay sao ấy phải tâm thế rồi mà thằng Thái nó phải lớp 7 rồi vì nó lấy trước con mà nhưng mỗi tuổi là nó hơi con con nó không học đi nó không nhìn khẩu nhớ đám cưới nó còn đi chặt xuyên tia cơ mà. Về nhà nào cũng cô gái về đấy mà cũng chẳng lấy. Nếu động nói như bọn Thụy giờ mà muốn lấy thì phải đi vào bọn Thanh Hóa. Bọn Thanh Hóa Nghệ An thì mới lấy được vợ. Mà phải kéo mồm thôi chứ không nó không chẳng lấy. Ờ, không tối lan đấy. Ba mấy giờ? 32